Xin chào cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì hôm nay mình phải đem đến một tin buồn dành cho tất cả anh em nào mà sử dụng đấy là chức năng nạp gì fan, hay một cách gọi thuần túy của những anh em gọi là không nạp hay nạp sạch thì gọi là nạp lậu ấy mọi người. Thì những em nào mà nạp gì fan từ mình nha mọi người, nói từ mình luôn đến những người nạp gì fan khác thì sẽ đều bị tạm thời là bị khóa tài khoản. Không phải là bị khóa tài khoản mà mọi người sẽ không vào được game nữa cho tới khi mọi người thanh toán những cái số tiền mà mọi người đã nạp nha mọi người. Thì những anh em nào mà nạp ít ý, ví dụ như kiểu là nạp gói 3K5 hay là nạp gói 100 đô chẳng hạn, thì nó rơi đâu đó vào khoảng từ 1 triệu cho đến 2 triệu rưỡi nha mọi người nha. Thì anh em có thể vẫn vào được game bình thường, thì mọi người chỉ cần thanh toán thôi là mọi người có thể vào được. Như cá nhân mình cũng như là những anh em ở trong clan của mình ấy, những anh em mà hay làm clip của mình ấy là toàn những anh em ở trong top 100 này, trong top 100 hết mọi người ạ, top 20, top 30. Đấy, đổ lại cho đến top 100 là những anh em làm clip của mình. Thì gần như là đi hết rồi anh em ạ. Bị báo là phải thanh toán thì mới được vào game, một cái tin khá là buồn. Cái nạp này thì nó không có ảnh hưởng gì đến trình độ hay kỹ năng của mọi người. Vì đơn giản những anh em nào mà thích có skin đẹp ấy thì mọi người nạp game và mọi người nạp game và mọi người mở hòm để lấy trang phục thôi. Ví dụ như mình thì anh em nào mà theo dõi mình lâu ấy thì những cái trận danh hardcore của mình thì rất ít khi mình sử dụng trang phục mọi người ạ. Chủ yếu là mình nạp vào game để mở cái hòm cho mọi người xem thôi, là xem cái hòm này nó sẽ mất bao nhiêu tiền để ra. Chứ nó không gọi là nạp, cái game này nó không giống như một số tựa game là có skin đẹp thì nó được tăng sức mạnh. Game này nó chỉ là nạp vào để đẹp thôi, và có một cái top nữa gọi là top trang phục. Thì anh em nào đua top đấy thì mọi người nạp tiền. Còn những anh em nào mà không đua ấy thì mọi người không cần nạp tiền thì mọi người cũng có thể chơi game. Thì hôm nay vừa ngủ dậy luôn, anh em trong top có inbox mình là bị phải thanh toán thì mới vào được game, chứ nếu không thanh toán thì không vào được game nữa rồi. Thì cái video này thì mình sẽ để những cái hình ảnh gọi là một số những cái link của anh em top của mình là gọi là đã nạp nha, đã nạp gì fan. Chỉ kể cả là mọi người nạp cái gói thấp nhất đấy là 5 đô, tương đương đấy là 100.000 thôi, thì mọi người cũng bắt buộc phải thanh toán thì mọi người mới có thể tiếp tục vào game. Còn không thì anh em đầu quân với Juventus hết mọi người ạ. Đó thì ở trong cái video này chắc là mình sẽ vẫn tiếp tục làm, nhưng mà sẽ chơi cái link phụ của mình là cái link youtube.mail ấy mọi người, cái nick mà mình hay solo squad ấy. Thì nick đấy mình chưa hề nạp một gói nào, và mình sẽ rủ lại những anh em top 100 làm nhẹ cái thử thách gọi là mất bao nhiêu lâu thì mọi người có thể lên được leng gần, và mất bao nhiêu lâu thì có thể vào lại top. Chắc hẳn là nếu mà để vào top 100 ấy thì cũng cần một khoảng thời gian cũng khá là dài, đâu đó phải 1-2 tuần nếu mà anh em gọi là chơi ngày chơi đêm. Nhưng mà bây giờ với cái tình trạng tâm trạng của mọi người ấy, là mất link thì chắc là cũng rất là khó mọi người ạ. Thì những anh em nào đã nạp từ mình thì chắc là phải gửi lời xin lỗi đến mọi người rồi, vì cái này là nạp cũng chỉ gọi là nạp giá rẻ nên là rủi ro của nó là có. Nên là anh em nào mà nạp ít ý, ví dụ như mọi người chỉ nạp gói 3K5 thôi, thì mọi người tiếc cái link thì mọi người có thể nạp tiền vào nhá, nạp 3K5 là tương đương với 1 triệu để mọi người lấy lại nick. Còn ví dụ như cái nick của mình chẳng hạn, hoặc là những anh em nào nạp nhiều như mình, nó đâu đó khoảng vào 70k kẹo hoặc là 100k kẹo thì nó rơi đâu đó khoảng 2k đô, tương đương thì mọi người có thể tính là 5 đến 60 triệu. Thì với cái thời buổi dịch Covid như thế này thì mình sẽ xây lâu với cái vấn đề là lấy lại nick, và mình sẽ chơi lại và không sử dụng skin nữa nha mọi người nha. Không sử dụng những cái skin ở trong shop nữa, mà mình sẽ chỉ dùng những cái skin gọi là mặc định thôi, như kiểu skin áo tù này. Chắc là mình sẽ đầu quân cho Juventus thời gian khá là dài với cái bộ skin này. Thì mong anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình và theo dõi những clip của mình, và chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Không có gì cả anh em ạ, vì đây cũng là một bài học cho những anh em nào mà nạp game giá rẻ như mình. Thì với cá nhân của mình thì mình không biết nạp, mà mình chỉ gọi là nhận nạp thôi. Và những anh em mà liên hệ mình mà có thể nạp ấy
thì mình sẽ nhận đơn từ những anh em mà xem video của mình và gửi cho những anh em đó để nạp hộ. Và bây giờ thì chắc là clip mình cũng xin kết thúc tại đây thôi mọi người ơi, vì mình cũng chỉ gọi là thông báo ngắn gọn đến anh em là như vậy được thôi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết cái video này của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở trong các video leo tốt của mình nha.